Triển lãm sản phẩm dịch vụ tăng trưởng xanh với chủ đề Tăng trưởng xanh, hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không đã chính thức được khai mạc tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện nằm trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2023. Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng trưởng xanh, một nền kinh tế tuần hoàn. Đây không chỉ là xu hướng mà còn là động lực phát triển của thành phố trong thời gian tới. 100 gian hàng của 100 doanh nghiệp khác nhau mang những câu chuyện khác nhau, tuy nhiên đều có một thông điệp chung, đó là thông điệp xanh hướng đến chuyển đổi sản xuất xanh và góp phần thúc đẩy phát triển một kinh tế xanh và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Và tôi nghĩ rằng là qua sự kiện này thì không chỉ có 100 doanh nghiệp mà sẽ cần có nhiều hơn nữa những doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất xanh và góp phần thúc đẩy một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, thông minh, một thành phố xanh. Mang đến triển lãm những sản phẩm tinh dầu chiết xuất từ thiên nhiên, doanh nghiệp Việt này mong muốn sẽ tìm thấy cơ hội lan tỏa sản phẩm đến nhiều người tiêu dùng hơn, đặc biệt kỳ vọng sẽ sớm đưa sản phẩm xanh ra thị trường quốc tế. Bao bì mình cũng sẽ đầu tư những cái sản phẩm gọi là tránh ô nhiễm môi trường. Ví dụ như chai lọ thì mình sẽ sử dụng chai thủy tinh, và dầu nóng thì mình sử dụng những loại tinh dầu chứ mình không sử dụng chất tạo nóng hoặc là hương liệu, cho nên nó là sẽ an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Du lịch xanh với những dịch vụ hướng khách hàng đến với nhận thức bảo vệ môi trường, doanh nghiệp đa quốc gia này tin rằng sản phẩm xanh phát triển bền vững sẽ tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường tại Việt Nam lẫn quốc tế. Với nền tảng kinh doanh tổ chức những tour du lịch xanh đến với Lâm Đồng, Đà Lạt, chúng tôi mong muốn kết nối du khách trong nước lẫn quốc tế trải nghiệm những dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, những sản phẩm từ nông nghiệp tại công ty chúng tôi. Triển lãm là cơ hội tốt để lan tỏa thông điệp của doanh nghiệp đến với tất cả mọi người. Yếu tố xanh đã không còn là xu hướng mà trở thành một lẽ tất yếu trong sản xuất kinh doanh, đó là yếu tố sống còn của doanh nghiệp trong thời gian tới, mở ra một tương lai cho một cuộc sống xanh bền vững. Tham gia tại không gian triển lãm sản phẩm dịch vụ tăng trưởng xanh và các hoạt động bên lề trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2023 với chủ đề Tăng trưởng xanh, hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng nhận được sự đầu tư hợp tác trong triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp về quản lý chất thải gắn với nền kinh tế tuần hoàn, cùng nhau hướng tới mục tiêu chung Việt Nam đạt mức giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Với chủ đề Giải pháp xanh cho thành phố thêm xanh, gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh Citenco trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, các hoạt động dự án của công ty gắn với việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như góp phần trong việc xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Trong đó, tiêu biểu là việc giới thiệu dự án xây dựng trạm thu hồi chất thải tái chế và trung tâm xử lý tái chế chất thải thành phố Hồ Chí Minh, dự án trọng điểm mà công ty đang trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét chấp thuận được triển khai thực hiện các thủ tục và lập báo cáo tiền khả thi. Nếu như được thành phố chấp thuận chủ trương thì tất cả các cái nguồn thải, tất cả các loại chất thải chúng tôi cam kết chúng tôi sẽ tái chế để thành những nguyên liệu phục vụ lại cho những ngành sản xuất khác. Có thể hiểu rằng là tất cả các nguồn chất thải khi vào trung tâm, khi vào mô hình của chúng tôi, khi vào dự án chúng tôi, đầu vào là rác, đầu ra là tài nguyên, từ vật liệu, từ sản phẩm sau khi tiêu dùng thải bỏ chúng tôi thu hồi, phân loại, chuyển về tái chế và ra nguyên liệu phục vụ lại cho sản xuất. Như vậy toàn bộ cái quy trình này nó sẽ được khép kín với nhau, tạo thành một cái chuỗi tuần hoàn. Như vậy thì chúng ta góp phần cùng thành phố thực hiện cái mục tiêu là xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tiến đến giảm phát thải bằng không. Ngoài ra, gian hàng sẽ trưng bày các sản phẩm có liên quan đến các mô hình, giải pháp về quản lý chất thải gắn với nền kinh tế tuần hoàn, tổ chức các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường, tuyên truyền hướng dẫn phân loại rác tại nguồn. Cái việc hiệu quả của việc phân rác tại nguồn á thì thứ nhất là mình thấy là dễ cho những cái cô chú lao công ở đi quét rác, họ dễ phân biệt và lấy tiện hơn. Xong rồi nếu như mà việc tái chế họ sẽ dễ phân biệt cái nguồn gốc nguyên liệu của rác, lúc đó sẽ tiết kiệm được nguyên liệu để tái chế và thậm chí là bảo vệ môi trường nó sẽ tốt hơn. Là một người dân sẽ có tăng cái sự hiểu biết, cái ý thức của mình hoặc là có những cái nhiều cái chương trình tuyên truyền để mà có thể là biết cách phân loại rác cho đúng. Vì việc phân loại rác nó giúp cho môi trường nó sạch sẽ, thì ngoài ra nó cũng sẽ giúp cho mình đó là khi mà mình tái sử dụng được những cái loại rác, ví dụ như là ở nhà mình thì sẽ có những cái hộp chai, hộp hoặc là thùng cát tông thì mình có thể là mình tái sử dụng lại hoặc là mình bán hoặc là mình cho đi, thì nó cũng là tăng thu nhập cho chính gia đình và những người xung quanh mình.
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh Sitanco là một doanh nghiệp công ích trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với bề dày hơn 45 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Nắm bắt được xu thế phát triển bền vững, công ty đã và đang từng bước triển khai thực hiện các dự án gắn với việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như góp phần trong việc xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.